Bạn có nhu cầu mua vàng ngọc hãy đến với bán vàng ngọc.vn, trang web bán vàng ngọc hoàn toàn tự động bởi server. Anh em có nhu cầu mua vàng ngọc hãy đến với bán vàng ngọc.vn, đăng nhập làm tiền và tận hưởng. Ok, chào anh em, chào mấy em đã quay trở lại mình. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với series của em clip như C nha anh em. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Đó, thì hiện tại lick của mình đã gần 36 tỷ rồi. Thì mình tính là tối nay mình sẽ đi bản đồ kho báu và để lên được với sức mạnh là 40 tỷ. Đó, thì tại thì lick của mình chưa có nội tại thì mình quyết định mình sẽ mở nội tại nha anh em. Đó, hiện tại thì mình có mỗi 50 triệu vàng thôi. Đó, thì mở thử 1-2 phát xong đi làm nhiệm vụ luôn nha anh em. Nhiệm vụ của mình là tiêu diệt Lapa, ok anh em nha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm mở nội tại. À, sao? 10 triệu vàng. Ok, nội tại đầu tiên thì mình đã ra sức mạnh và tiềm năng khi đánh quái là 18%. Thì mình nghĩ là mình chắc chắn mình... Thôi, mình nghĩ mình sẽ lấy cái nội tại này để xem nào thì tối mình quay clip xem mình nhiều tiềm năng không nha anh em. Mà thôi, mình sẽ mở tiếp phát nữa xem được bao nhiêu nha anh em. Ui, liên hoàn 15% anh em ạ. Có lấy được không? Anh em comment xem có lấy cái liên hoàn này không. Mình thấy cũng khá là ok đấy, 15%. Được đấy nhỉ. Thôi kệ, lấy tạm cái 15% này nha anh em. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ qua đây và mua tí bùa để đi làm nhiệm vụ cho dễ nha anh em. Đó, mình sẽ mua bùa như bộ này thì cũng khá là dễ thôi. Mình sẽ mua một bùa 1 giờ nha anh em. Sẽ mua bùa mạnh mẽ này. Bùa da trâu thì thôi chắc chẳng cần. Thôi, chắc mua da trâu vào. Đó, thế thôi. Bùa thu hút vào khi nào rơi đồ thì còn có cái mà nhặt. Đó, thế thôi. Bây giờ dai một ngọc thôi. Cống cho AD một ngọc. Đó. Ngoài ra mình sẽ mặc full đồ HP nha anh em. Hút vào. Hút vào. Ở đây toàn đồ tiềm năng thôi. Mình sẽ về nhà mình và mình sẽ vứt một số, cất một số món đồ về nhà nhé. Xong bắt đầu mình mới đi làm nhiệm vụ. Đó, làm nhiệm vụ cũng chắc cũng khá là lâu đấy. Đây mình sẽ cất mấy cái ngọc rồng các thứ vào. Đồ tiềm năng này, mũ đỏ thì thôi cứ để cho trưng bày cho đẹp thôi. Chứ mũ đỏ thực ra nó cũng khá là cùi thôi. Nó không được ngon đâu. Radar thì đây, mình sẽ mặc một cái radar hút vào để cho nó có thêm key anh em ạ. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua thành phố Vegeta và chúng ta làm nhiệm vụ nha anh em. Đó, cuối cùng đã bước chân qua Fizia League em clip như C rồi. Đó. Mình sẽ qua khu 1. À thôi, khu nào có 1-2 người thì mình qua. Đây khu 4 đi. Đấy. Có Cucu luôn kìa, mình sẽ cân luôn Cucu nha anh em. Đó. Cucu thì nói chung là mình ăn cùng lỗ thứ và mình cân tốt con này, nhưng mà hiện tại mình chưa cả làm được cái nhiệm vụ này luôn ý. Tại vì hiện tại đang làm nhiệm vụ bất khả thi đã. Ok, bây giờ mình sẽ bật tự động tập luyện lên và mình pem luôn nha anh em. Đó, động đam thì nói chung là cũng khá là gắt đấy. Chỉ 2-3 cái là xong một con thôi. Đó, 2 phát là xong một con. Khá là chất. Tiềm năng nhận được thì chỉ có 900, à không, à 9.000 chứ. Khá là nhiều anh em ạ. Mình không ngờ là với lượng như này lại được nhiều tiềm năng đến vậy cơ. Đó, với lượng hút HP của mình hiện tại thì nói chung là mấy cái quái VIP kia thì nói chung là nó không thể hề hấn được rồi. Đó, anh em có thể nhìn xem. Cái con Napa với lượng HP thì mình nghĩ nó cùng lắm nó cao nhất thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1 triệu đến 2 triệu gì đó thôi. Nói chung là hiện tại lượng hút là của mình xem nào. Mình sẽ cho anh em xem luôn. Đó, đây, đây, lượng hút thì đây. Đó, 45% nha anh em, gần 50%. Đó, mấy một lượng hút key nữa thì cho lên là lick của mình bây giờ thành bất tử rồi anh em ạ. Thì mình sẽ xin đậu để tí nó cho lick vì mình cho để khi nào điều kiện cần thiết thì nó sẽ dùng đến. Khi sử dụng cái tự động tập luyện này nó rất là phê luôn anh em ạ. Tại vì anh em biết là sao? Khi mà có boss ấy thì lick mình nó sẽ tự chuyển khu. Đây xem mà từ nãy giờ xem được bao nhiêu con rồi. Đó, 46 con rồi. Mà tốc độ thì em có thể nhìn thấy là mình bình luận chắc gần 1 phút mà đã được 40-50 con rồi. Thì theo anh em thì làm xong nhiệm vụ này thì sẽ mất bao nhiêu phút? Mình nghĩ nó chỉ mất 1 tiếng gì thôi. Hiện tại thì mình làm này thì khi đăng clip lên thì chắc phải rơi khoảng 1-2 giờ mình mới đăng được clip. Không biết có ai xem không? Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng để làm clip cho anh em xem nha. Không được thì lâu quá thì tối mình mới đăng. Đó. Em thấy sao? Khá là gắt luôn.
Đó, còn con này là 500 con này, còn con Solia các thứ đó, thì nó phải rơi khoảng khá là lâu ấy, nó không 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 nhanh mới đâu. Làm nhiệm vụ này nó phải rơi vào khoảng một tiếng. Đó. Những con boss này anh em thấy chưa? Click mình pem rất là ok luôn. Ăn thêm cuồng lộ nữa thì cũng thế thôi, ăn thêm cuồng lộ nếu mà tăng đam lên thì nói chung là bình thường mình pem đã hai phát chết con rồi, không thể pem một phát chết một con như hồi trước được. Đó, cho nên là không thể có chuyện mà ăn cuồng lộ mà pem phát chết luôn một con được. Họ anh em thấy sao? Mình thấy rất là ok luôn, một lick như này rất là ổn. Đó. Tối thì mình sẽ mua bùa và mình sẽ úp lên 40 tỷ. Có khả năng là sẽ lên 50 tỷ, nhưng mà khi nào qua cô L thì mình mới qua câu thì mình mới úp lên 50 tỷ. Em biết sao? Khi mà úp lên 50 tỷ thì phải úp trong thời gian dài, nó phải rơi khoảng khá là lâu ấy. Nếu mà mua full bùa các thứ úp cũng rất là lâu luôn. Thời gian bỏ ra cũng không phải là ít đâu anh em ạ. Cho nên là 50 tỷ không phải con số nhỏ. Cho nên là mình sẽ cố gắng nha anh em. Không phải cố gắng, mình sẽ quyết tâm mình sẽ làm được 50 tỷ. Ok, vậy mình sẽ treo này. Khi nào xong thì mình sẽ cho anh em xem nha. Thank you.
Ok, thì sau một hồi mình đã có làm xong một chút nhiệm vụ rồi. Được, nói chung là cũng được tầm 3 phần 4 nhiệm vụ rồi anh em ơi. Thì hiện tại thì mình chỉ còn 7 con boss này và cũng như là 100 con boss còn lại. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm luôn nha anh em. Đó, mình sẽ không bật auto nữa, vừa nãy mình có treo. Đó, làm nhiệm vụ này mình cứ tưởng là làm mất ít thời gian cơ. Hóa ra là mình làm mất khoảng tầm mất... xem nào, mình mới mất khoảng tầm 2 tiếng đấy. Pen vừa nãy giờ mất khoảng gần 2 tiếng. Đó, thì mới được xong đến cái nhiệm vụ hiện tại này thôi. Đó, anh em có cảm thấy là nó khá là khắm lọ không? Ây, trời ơi, đánh với cái con boss lay nữa, còn tranh với con đệ tử thằng kia nữa thì cái đéo gì mở skin 3 gì kia. Thôi, mình đánh nốt vài con này mình chuyển khu cho thanh niên úp. Đấy, chứ mấy thanh niên lại kêu mình đi phá thì xác định là mất chim ấy anh em ạ, mất stream luôn. Đó, con này 70k HP. Ok rồi, ok chúng ta tiếp tục với con boss cuối cùng, 100 con thần hàn bay anh em ạ. Con thần hàn này thì nó to hơn mọi con thần hàn khác, điều đặc biệt là nó có thể bay trên không. Bây giờ mình qua khu 15 nha anh em, qua khu 15 này. Đó. Đấy, bây giờ mình bật cheat cho nhẹ nhẹ lại anh em ạ. Mình cheat chắc tầm cheat 2 thôi, chứ nếu mà cheat nó mạnh quá thì đánh quá trên không khó lắm. Đó, mình phải nhấp 2 lần thì mới được. Đó, đánh một phát 3 con luôn, rất là nhanh luôn anh em ạ. Đó. Tiếp theo mình sẽ đánh con boss này HP thì hơn 1 triệu, nhưng mà hơn 1 triệu chỉ bốc hơi trong 6 giây đây anh em ạ. Đó, anh em thấy sao? Ok, thì tiếp tục thôi. Đó, những con boss này khá nhanh anh em ạ. Để mình thử bật auto lên xem nó có đánh liêng, à nhầm, xem nó có đánh cái kiểu đánh boss ở trên không không nha anh em. Đây. À, trời ơi, nó đánh boss ở dưới nữa. À, nó toàn đánh boss dưới thôi anh em ạ. Thôi, mình không ăn được rồi. Thôi, cái này phải nằm chay thôi. Chứ làm kiểu kia thì nó hơi khắm nọ. Đó, nhấp 2 cái là được thôi mà. Cái nhiệm vụ này thì tính ra thì nó dễ thì cũng không phải là dễ đối với một số bạn chỉ có mấy trăm triệu sức mạnh, sức đánh yếu. Và khó thì đối với những bạn mà úp vào bắn kho báu như mình thì cũng không phải là khó anh em ạ. Nói chung là nhiệm vụ bình thường, không đến mức khó quá để anh em không thể qua được. Đó, khó nhất thì hiện tại thì vẫn là nhiệm vụ tiểu đội sát thủ, một số nhiệm vụ nữa. Nói chung là cứ bỏ thời gian ra là kiểu gì cũng làm được nhiệm vụ thôi anh em ạ. Em không phải lo cái chuyện, em đừng có nghĩ trong đầu là mình không làm được, mình không làm được. Thì cho nên là nếu bạn cứ nghĩ như vậy thì chắc chẳng bao giờ bạn làm được đâu. Đó, cho nên các bạn cứ nghĩ mình chắc chắn mình sẽ làm được, thì các bạn sẽ dành thời gian để làm nó, chứ không phải là các bạn on chơi 1 tiếng thì cả 1 tiếng đấy bạn đều chơi nhưng bạn không làm nhiệm vụ thì bạn bao giờ mới xong được nhiệm vụ bạn đấy. Thực ra là anh em bảo vậy thì mình cũng chia sẻ vậy cho anh em thôi đấy, nó cũng không có cái gì gọi là quá to tát, gọi là dạy bố đời gì đâu. Đó, mình thấy hữu ích thì mình chia sẻ cho anh em xem thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký thế thôi. Thực ra là anh em xem của mình thì hoàn toàn là miễn phí, mình có bắt bẻ lấy tiền của ai bao giờ đâu. Đấy, một số bạn xem bảo sao nhiều quảng cáo thế, nhiều quảng cáo thế. Này, bây giờ mình đếm giây anh em xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, bốc giây chắc tầm 10 giây anh em ạ, 6 giây không 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 bốc hơi được. Đấy, mình nói phét tí chán thật. Đó, hiện tại vẫn đang x2 em ơi, thì chắc khoảng 1-2 ngày nữa là hết x2 rồi đấy, anh em tranh thủ mà úp nha. Đấy, ngọc thì hiện tại mình không có bán đâu, mình không có bán ngọc đâu, cho nên anh em đừng có liên hệ để mình mua ngọc nha. Đó, ngọc thì anh em có thể lên web bán vào ngọc.vn để mua ngọc nha anh em. Đó, web đấy thì nói chung là của anh Ngô Nhân thì cực kỳ là uy tín rồi, anh em không phải lo cái chuyện lừa đảo hay không đâu. Nói chung là ở Phi-re này thì bạn nào mà đang ở nhiệm vụ bất khả thi mà muốn qua map rừng đá thì các bạn có thể dùng trả thù nhá, thì nó có thể qua được nhá. Đấy, thì mình nói cho một số bạn chưa biết.
Anh em thấy sao? Hay không? Cái đấy thì hồi trước cái thủ thuật đấy thì hồi trước vẫn chưa có bản đồ kho báu thì úp cái đấy, úp cháy thì nhận 100, nếu mình úp được 100 triệu thì người bên cạnh thì cũng úp được bằng vậy, nhận được tiềm năng bằng vậy. Nhưng mà từ lúc AI fit rất là nhiều thứ cho nên là game hiện tại thì nó khác ngày xưa rất là nhiều, cho nên là không thể so sánh được. Đó, tại vì đấy là sự thay đổi game của AD để cho nó có thể là hợp lý hơn. Đó. Xem nào, từ nãy giờ nó chém phét được 43 con này anh em ạ. Hiện tại thì còn 6 mấy con nữa thôi. Cũng khá là nhanh. Nhiệm vụ này thì làm mất, nếu mà chậm thì mất tầm 10 đến 15 phút. Còn nhanh thì nó rơi vào khoảng tầm cũng phải tầm đấy, cũng phải tầm 90 phút thì đấy. Mà nhanh đến đâu thì cũng vậy thôi. Tại vì cái nhiệm vụ này nó dùng cái tự động tập luyện, nó không thể nhanh được em ạ. Đấy, tự động tập luyện nó không thể đánh quá trên không. Còn hiện tại thì mình đánh cháy này thì nó đánh luôn quá trên không. Nhấp hai cái là nó đánh luôn. Đó, trên máy tính chơi khá là hay. Anh em nào mà có máy tính thì cứ bỏ máy tính ra mà chơi. Học dòng chơi đã ra phết. Đó, hiện tại ở dưới là có Cucu 7 này. Con này thì nó bị điên rồi. Đó. Tiếp theo là đến con thằn lằn xanh. Đấy, đánh phát là xác định luôn. Đánh hai phát là chết một con. Anh em thấy gắt không? 40 tỷ làm nhiệm vụ này. À không, hiện tại thì mới 35 tỷ 9 thôi. Tí sau nhiệm vụ thì rơi khoảng tầm 36 tỷ. Ok, còn một xí nữa là xong nhiệm vụ rồi anh em ơi. 57 con rồi, còn 40 con nữa, hơn 40 con nữa. Đó. Con boss này thì 10 giây. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, 9, 10 giây gì đấy anh em ạ. Khá là nhanh luôn. Đó, ngồi chém phét với anh em một tí. À thì điểm thi anh em biết chưa? Mình thì nói chung là điểm thi năm nay chán quá. Mục tiêu năm 2019 của mình 9 điểm các môn anh em ạ. Em thấy dữ không? Đó. Quái pem thì nói chung là con đặc này của mình pem quá thì quá đã rồi. Không có gì phải chê vào đâu được. Thôi không đánh con 1 triệu HP nữa. Tí đánh con này xong qua đánh tiếp. Đó, 1 triệu HP thì 10 giây. Thì 10 giây thì mình đánh được hai con. Thì 10 giây này thì chỉ đánh được một con này thôi. Thôi kệ bà đó, đằng nào chả phải đánh. Đó. Nào, 30 con đấy anh em ơi. Cái này thì mình có một cái điểm trừ cho cái nhiệm vụ này, chính là khi mình làm xong nhiệm vụ ấy, à không, khi mình đánh quái thì nó không như ở cái map, mấy cái map mà đánh một con sen ấy. Khi mình đánh được tới mốc bao nhiêu ấy, cứ 10 con một thì nó thông báo một lần. Đấy thì để cho mình biết hơn. Còn cái này thì nó đánh phải xong cái nhiệm vụ này thôi, đánh mất 400-500 con thì thôi thì nó mới bắt đầu nó hiện lên. À sau khi làm xong nhiệm vụ thằn lằn xanh này thì mình đã nhận được 20 ngọc ở cái bò mộng em ạ. Tí mình nhận cho anh em xem luôn nha. Tại vì mình cũng sắp xong nhiệm vụ đấy rồi ấy. Nhưng mà chẳng qua là lâu rồi không có làm. Ok, đánh 2.000 con đấy hay là 1.000 gì đấy. Thề là hồi trước không có ngọc mình toàn phải đi làm những cái nhiệm vụ như thế thôi. Họ trao mất tiếng được 20 ngọc. Mấy treo nhiệm vụ mộc nhân nữa, treo đọc cái nhiệm vụ mộc nhân đấy, nhiệm vụ đấy khắm lọ nhất trong cái ngọc gió này. Mình chả hiểu làm cái đấy làm cái gì nữa. Đánh boss thằn lằn xanh rồi. Đó. Thề là mình đánh chết một con xong mình bay ra bên này, con kia còn chưa kịp hồi sinh. Công nhận, nói đam con mình nó đẳng cấp. Cấp nhưng mà không bằng một số thanh niên yêu nước, đúng không? Thế
xem nào, còn 88 con nữa. 88 con là xong rồi, còn 12 con nữa. Xem nào. T giờ giờ y giờ. T giờ giờ y giờ. Họ rơi được rất nhiều vàng luôn. Úp thích, thời trước mình thích vàng này cực, nhưng mà bây giờ thì cũng thích. Đó. 10k vàng hit. Rất là đã luôn. Thề vàng này nó cho tròn vãi. Đẹp. Béo con này nữa. Xem nào. 93 con rồi. 94. 95. 96. 97. Rồi 97. Lên. 98. 99. 100, đánh nốt con này, 10 giây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đó, ok, hiện tại thì mình đã xong nhiệm vụ rồi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi trả nhiệm vụ luôn nha anh em. Mình sẽ qua map đảo Guru để mình trả nhiệm vụ. Con mèo. Con mèo bên cạnh. Đó, bây giờ mình sẽ trả nhiệm vụ luôn. Đó, được 50 triệu. Được 50 triệu tiềm năng sức mạnh luôn. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ nhiều nhất, tiềm năng với sức mạnh nhiều nhất. Đó, thì bây giờ mình sẽ ăn cuồng lộ nha anh em. Sẽ ăn cuồng lộ vào. Bổ huyết đây. Thôi từ từ. Mình cứ để cái này để mình thử đi pem xem cái trình độ hiện tại của mình có đủ cân mấy con boss đấy không nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ qua ông cùi đến chỗ Cucu Lam Ngọc. Pem luôn. Ôi, nhanh thế. Tiếp theo mình sẽ đến xem nào. Đến mộc đầu đinh năm ngọc. Rồi, mộc đầu đinh đâu, ra đây lục mạng. À. Thì mờ mày sao mày đứng đấy? Ra đây. Xuống đây. Đó. Mộc đầu đinh đối với mình tuổi lin. Đấy anh em thấy sao? Nhiều vàng không? Sao nào? Mát à? Đấy. Vàng rơi ra vô tận. Ui dồi ôi, nhiều vàng thế. Thề nhiều vàng á. 3.000 vàng hit anh em ạ. Khá là phê. Làm nhiệm vụ này tự nhiên được vàng. Nó sợ. Nhiều vàng ghê. Nhặt hết luôn nha anh em. Nào. Tại được 2 triệu. Bèm luôn này. Ok, xong rồi, bây giờ mình sẽ đi làm nhốt nhiệm vụ cuối cùng anh em nhá. Còn nhiệm vụ về tiểu đội sát thủ mình sẽ có một video riêng để cho anh em xem. Còn mấy nhiệm vụ là dễ thì mình làm luôn ở trong một clip cho anh em xem luôn. Đó, đánh con Zambo này thì nói chung với cái trình độ hút máu hiện tại của mình thì cũng con này cũng bình thường thôi. Nhưng mà nó lại chạy chạy xuống xuống lỗ. Bố ơi mà đánh được. Thôi, mình sẽ đi ra góc góc này. Đó, mình sẽ đánh nó ở đây luôn anh em ạ. Nói chung là cái trình độ hút máu của link mình thì nói chung là nó khá là gắt. Mình sẽ ăn cuồng lộ ở pem nó nhanh nha anh em. Họ lên được 4-5k anh em ạ. Họ đánh vắt 6 mấy k. Bố con nào chịu được. Quá dữ. Đó. Đẹp trai cái mé gì. Rồi. Xong rồi đấy. Đánh rơi hơn 100k anh em ạ. Đấy là mình có thêm bùa nữa. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi trả luôn nhiệm vụ nha. Ăn nhóc. Sao có ông cui làm gì. Wow. Full rồi. Bây giờ mình sẽ đi trả nhiệm vụ luôn nha anh em. Xem nào. Đảo Guru đi. Cho nó đúng nghĩa. Từ lúc mình úp đến giờ mình chả dùng đến đậu mấy anh em ạ. Chả hiểu luôn. Đấy, xong nhiệm vụ rồi. 20 triệu tiềm năng sức mạnh luôn. Khá là nhiều. Ok, thì video sau mình sẽ làm nhiệm vụ tiểu đội sát thủ nha anh em.
Ok anh em xem video của mình thấy hay cho mình xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye anh em nha.